Xin chào các bạn, thì đây là cái xe máy điện dành cho trẻ em. Thì lúc này là nó còn ở cái nguyên thùng. Thì cái thùng của sản phẩm là ở đây, bao gồm là kích thước thùng, cân nặng. Và xe thì là bao gồm, sau khi mình lấy ra thì nó bao gồm những bộ phận như thế này. Mình sẽ đo gang tay cho các bạn để các bạn thấy được cái kích thước thật của xe. Thì một gang tay của mình ấy là nó rơi vào tầm 22 cm. Đấy, mình đo ở đây nhá. 1 2 3 là tầm 6 mấy. Còn cái chiều cao ấy là 1 đường này đó tầm 4 mấy. Đấy, đấy là kích thước thật của xe. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp ráp. Ở đây có tất cả những bộ phận như thế này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ từ, các bạn cứ nhìn theo và làm theo hướng dẫn nhé. Đây, mình sẽ cất sang một bên những cái bộ phận này. Đây là hai cái bánh sau, thì tí nữa tức là sẽ lắp. Đây thì đầu tiên là phải lắp cái này đầu tiên. Mình sẽ dạt về một bên. Đầu tiên thì phải lắp cái phần đầu vào. Thì các bạn phải mở cái ốc ra đấy. Mở cái ốc ra đấy. Để riêng ra. Xong là lắp cái này vào cái này. Thì ở đây nó có một cái chân đấu. Phải đấu vào đây. Quay vào bên này. Đấy. Các bạn nhìn không? Đây. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy nha, lắp như thế này nha. Quay sát vào đây. Đây này. Cái chân này nó phải xuống dưới này. Đấy, gắn vào như thế này. Ok chưa? Đấy, sau rồi nó bỏ vào đây. Đấy, bỏ vào làm sao để cái ốc ở đấy nó thẳng nhá. Đấy, khi các bạn nhìn vào này. Đây, nó thẳng ra để mình nhét vào cái ốc vào nhá. Đấy, sau là lấy cái đứng ra xa kìa. Lấy cái ốc này này, ốc lúc này mà tháo ở đây này. Đấy. Và vặn vào nhá. Các bạn phải nhìn xem nó. Vặn tay là được. Đấy. Vặn tay. Ốc này là chốt ở đường dưới. Chốt đường dưới đây. Các bạn cứ bình tĩnh mà làm thôi. Rồi. Tiếp theo ấy là cái này. Quay camera thẳng ra đây, đừng đi. Đây là cái tay cầm. Đấy, thì nó có 4 con ốc chốt sẵn như thế này. Đấy, các bạn phải chuẩn bị một cái tua lơ vít 4 chấu, mở các ốc vít ra. Mở ra nhé. Mở ra để tạm ở đâu đây. Nhớ là hai con ốc dài là hai con ốc ở dưới nhé. Không tí là tháo ra lại quên. Sau đấy là bỏ cái này vào đây. Đó. Sau mình lắp hai con ốc nhỏ. Thấy chưa? Hai con ốc to này ở phía sau. Các bạn vặn lại.
các bạn nhớ là đôi lúc là nó không trúng cái ren ấy, nó phải ấn nó xuống. Ok, mình sẽ vặn tạm, tí nữa mình phải vặn chắc xong. Rồi, xuống giờ sẽ lắp cái phần là đây. Tiếp theo là đấu mạch điện. Đấy, đấu mạch điện nhá. Ở đây nó có một cái màu trắng trắng này. Tháo ra này. Tháo ra nhá. Tháo cái trắng trắng ra nhá. Sau ở đây nó có cây chân đây này. Cái đoạn này các bạn lắp vào như thế này. Sau là ở đây này. Ở đây nó có một cái yên ngồi này. Nhìn này, yên ngồi nhá. Sau này cần mở các cốt ốc ra. Ok, tiếp theo là các bạn lắp cái bánh trước. Ở đây nó có ba cái bánh nhá. Ở đây nó có ba cái bánh, thì hai cái bánh có cái tủ như thế này là hai cái bánh sau. Đấy, các bạn để riêng ra. Còn cái này là cái bánh trước này. Đấy, thì bây giờ là lắp vào đây. Thì mở con ốc này ra. Để cái bánh này vào đây. Để cái này là hướng này dễ. Là đâm cái này vào đây này. Cho luồn, luồn nó qua cái bánh nhá. Đây này mình hơi rối nhá. Luồn 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 qua như thế này. Các bạn luồn luồn qua. Đấy. Và cuối cùng là chốt dự bằng con ốc này. Cái này thì nếu mà bạn nào mà nói chung là trong quá trình chạy ấy, nó sẽ tự siết lại. Nhưng mà ví dụ mà nếu mà các bạn nhà các bạn có cái mỏ lết ấy, các bạn có thể vặn nó lại được, nhưng mà chỉ cần chạy một tí là nó sẽ siết lại ngay. Bạn nào cẩn thận thì vặn vào. Đấy, đấy là xong cái bánh trước nhé. Đến cái bánh sau này. Đấy, cái bánh sau nhá. Bánh sau thì ở đây này, ở đây nó có một cái thanh nhá. Cái thanh này là lúc lấy ra là nó có cả cái chốt này và có hai cái lồng đèn này nhá. Ok chưa? Đấy, thì một cái lồng đèn để lại. Đó. Lấy một trong hai bánh. Đấy. Mình cứ xỏ thôi. Nói chung là rất đơn giản. Xỏ bỏ cái bánh này trước đi.
Rồi, trộn vào đây. Đây, trộn hướng ngược lại được. Xỏ qua đây nhá. Ok chưa? Bên nào phải có một cái lông đen nhá. Cái chốt này là cái chính, là cái chốt mà mình để mình chốt cái này. Ở đây có một cái lỗ nhá, thì nhét cái này vào cái lỗ. Đây các bạn đun vào hẳn như thế này nhé, rồi cái này bẻ gập ra như thế này để nó cố định cái bánh. Ok, đây đến đây là nó có những cái nắp bịt đây, để tránh tẻ nhỏ nó bị vào tay. Thì ở đây nó có những cái chấu chấu như thế này thì mình cứ gắn vào đây thôi. Đấy, đơn giản thôi. Cái này là nhiệm vụ đơn giản thôi. Đây, nó có những cái chấu như thế này mình lắp vào đây. Đây, có ba cái chấu này, từ ba cái này nhá. Bên này nó cũng vậy. Là bên này cũng vậy. Đây, ở đây nó có một cái đực trước này thì nó lắp ở đây làm kiện. Lắp vào đây. Cứ ấn vào là được. Đây là cái bộ sạc. Đây, cái bộ sạc thì mở cái này ra. Này, cắm vào đây. Đây, cắm vào đây thì cái ổ cắm ấy. Đây, quay lại cái ổ cắm ở bên này. Anh đứng về phía sau này. Quay vào đây nhé. Đấy, lúc chưa cắm thì nó sẽ màu xanh nhá. Đấy, lúc cắm vào này thì nó chuyển sang màu đỏ. Đấy, ok. Tháo ra. Đấy, thì ở đây là nó có cái nút khởi động đây. Đây là nút khởi động. Đấy, khởi động thì là đèn nó, mình bật khởi động thì đèn nó sáng. Và cộng thêm là cái ở đây thì nó có forward, đây là tiến. Mình hướng dẫn bé là tiến. Xong rồi bật như thế này là stop. Xong rồi ấn lùi. Đấy, thì ở bên này là chân ga. Thì khi bật tiến, ấn chân ga là nó chạy về phía trước. Đây là hai nút nhạc. Đấy, bây giờ mình test cái phần đèn nhá. Đèn khi ở trong tối. Tắt điện giúp em. Đấy, ví dụ ở đây là tối nhá, bật cái điện lên. Thì ra cái đèn này mình không đánh giá cao cái mức độ sáng. Tất nhiên là mình không bao giờ để trẻ nhỏ đi trong tối rồi. Mình chỉ có cho con cái là ở trong sáng thôi.
Đây, thì cái đèn thì nó giống như để làm kiểng vậy thôi đó. Rồi còn về cái tay nắm ấy, bật đèn lên chút em. Về cái tay nắm thì nói chung là trẻ từ dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi thì nói chung là ok. Đấy, cái nào tay nắm thì mình vẫn chưa vặn chặt nên là nói chung là dùng cho 3 đến 5 tuổi thì khá ok. Nói chung là đánh giá sơ bộ. Bây giờ mình là người mình là 60 cân, mình thử ngồi lên mình lái xem nó sẽ như thế nào nhá. Ok, thì mình đây là mình 60 cân nhé. Thì mình thử ngồi lên cái xe xem như thế nào. Đó, ok, vẫn nói chung là vẫn ngon. Vẫn ngon, vẫn ngon. Mặc dù mình là 60 cân đấy. Trẻ em mà khoảng tầm 10 đến mười mấy cân thì tha hồ. Đấy, nhưng đây là còn nhạc thì đây. Còn mình thử nâng cái xe lên cho các bạn. Nói chung là khung phần thì cũng nhẹ, chắc chắn. Mình thấy có một cái số bạn ở trên thì bảo là nó hơi lỏng lẻo, nhưng mà không, mình thấy đây các bạn thử đây cũng chắc chắn, chứ không không phải lỏng lẻo đâu. Còn cái tay cầm thì nó hơi yếu một tí, nhưng mà trẻ từ 3 đến 5 tuổi thì cũng không có lực bao nhiêu nên là cũng không cần phải lo. Còn thiết kế mẫu mã thì là rất là đẹp. Đấy, còn lắp ráp thì cũng đơn giản. Về phần hiệu năng và pin thì mình chưa test và đánh giá sâu, nhưng mà mình nghĩ là nó là ắc quy 6V thì cũng cũng được lâu thôi. Là sơ qua cách lắp và về xe. Đây thì Mình không. đây là nó có nút tiến này. Tiến nhưng mà mình phải dẫm vào cái ga này nhá. Đấy. Nó giống như là đây, bật sau khi bật công tắc, ví dụ nút tiến. Đấy, dẫm ga. Lùi. Cùng dẫm ga. Đó. Tiến cùng dẫm ga. Thì nói chung là khá ok. Thì cái sản phẩm này bên mình là bảo hành 6 tháng. Thì mình bảo hành về phần pin ắc quy, còn không bảo hành về đụng hoặc là sự cố va đập ngoài ý muốn nha các bạn. Nên là các bạn khi bảo hành cần chú ý, mình sẽ bảo hành cho các bạn nguồn dây điện ắc quy, nếu mà ắc quy có yếu ấy, hoặc là sử dụng mà có gì trong cái nổi của xe thì mình sẽ bảo hành, những cái sự cố về nhà sản xuất thì mình sẽ bảo hành cho các bạn. Còn những cái sự cố mà va chạm xong rồi rơi vỡ là bên mình sẽ không bảo hành các bạn. Nên các bạn chú ý. Rồi mình cảm ơn các bạn nhá. Đây là tổng thể xe một lần nữa. Đấy, chỉ dùng cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Nói chung là trẻ nhỏ thì cái độ tải trọng nó sẽ ít, pin nó sẽ bền hơn nhiều. Đấy. Đây là sơ qua xe, đây là phần bóng đèn. Đấy, chào các bạn nhé.